Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với phần điểm tin buổi sáng ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 3 năm 2017. Mở đầu phần bản tin là phần tin liên quan tới Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vào ngày hôm nay cho hay có thể sẽ cần biện pháp đánh phủ đầu nhắm vào Bắc Hàn nếu như có mối đe dọa từ chương trình võ khí của quốc gia này lên tới mức là Mỹ tin rằng phải có hành động. Ông Tillerson đưa ra một chiến lược mới cứng rắn hơn để đối đầu với lại mối đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn sau khi viếng thăm khu vực trái độn giữa hai quốc gia Nam và Bắc Hàn và cũng là nơi mà có võ trang hùng hậu nhất thế giới. Ông Tillerson xác định rằng sẽ không thương thảo với Bình Nhưỡng nếu như mà chế độ này không giải giới nguyên tử và từ bỏ các loại vũ khí hủy diệt. Khi được hỏi về khả năng sử dụng biện pháp quân sự, ông Tillerson tuyên bố trong một cuộc họp báo ở thủ đô Nam Hàn rằng tất cả mọi giải pháp đều có thể được xét tới. Ông hiện nay thì đang ở Mỹ và không muốn đối đầu quân sự, nhưng rõ ràng là nếu như Bắc Hàn có hành động đe dọa Nam Hàn hay là quân đội của Mỹ thì điều đó sẽ gặp phải biện pháp trả đũa xứng đáng. Vào ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp Ngoại trưởng Nam Hàn Yoo Yoon-sil và Tổng quyền Nam Hàn là ông Kang Sung-seon trong một chặng dừng thứ nhì của chuyến công du ba nước Á Châu, khởi sự là ở Nhật và chấm dứt ở Trung Quốc. Các giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay đây là một chuyến đi để có thể lắng nghe nhằm phối hợp với các quốc gia Á Châu và chính sách đối phó Bắc Hàn. Chuyển sang phần tin thứ hai ngày hôm nay thì một thiếu niên tên là Kalla Ford tình cờ đã tìm thấy một viên kim cương 7.44 carat tại một công viên thuộc tiểu bang Arkansas. Đây được xem là một trong những viên kim cương lớn hàng thứ bảy được tìm thấy từ khi công viên này được thành lập vào năm 1972. Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox 16 thì người thiếu niên này nói rằng viên kim cương nằm cách một dòng nước chỉ có vài inch, xem lẫn với lại mớ đá cuội cùng với kích thước. Lanford đặt cho viên đá quý này tên là Superman's Diamond, có tức là viên kim cương của siêu nhân, và dự tính sẽ giữ lại như là vật kỷ niệm cho chuyến ghé chơi nơi đây. Giới chức công viên cho hay thì viên kim cương lớn bằng hạt đậu và có màu giống như là một màu cà phê. Và viên kim cương lớn nhất được tìm thấy ở Hoa Kỳ có tên là viên kim cương Uncle Sam's nặng 40.23 carat vào năm 1924. Chuyển sang phần tin thứ ba thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm cho hay Israel là quốc gia duy nhất trên thế giới thoát khỏi đề nghị cắt viện trợ của chính phủ Donald Trump. Theo trang mạng Tribune Washington thì đề nghị ngân sách của Tòa Bạch Ốc gồm việc là cắt bớt 1/3 ngân quỹ của Bộ Ngoại giao. Trong khi đó thì mục tiêu lớn nhất trong tầm ngắm cắt giảm là các chương trình về thay đổi khí hậu, cổ suý dân chủ và y tế cùng với lại vô số dự án viện trợ quốc tế khác. Tuy nhiên thì Quốc hội chưa chắc là có thể sẽ chấp nhận đề nghị này của Tòa Bạch Ốc, vì thế mà ảnh hưởng của ngân sách sắp tới như thế nào thì vẫn chưa biết được. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là ông Mark Toner cho biết rằng viện trợ Mỹ dành cho Israel tổng số khoảng là 3.1 tỷ đô la trong năm nay là nhiều nhất so với mọi nước khác, nhưng sẽ không bị đụng đến, trong khi viện trợ dành cho bất kỳ quốc gia nào khác có thể bị hủy xét lại. Kế tiếp thì là Ai Cập là nước được viện trợ nhiều thứ nhì. Đây là món tiền giúp duy trì hòa bình giữa Ai Cập và Israel kể từ thời Tổng thống Jimmy Carter. Ngoại trưởng Rex Tillerson vào ngày hôm thứ Năm đã nói tại Tokyo rằng ông chấp nhận kế hoạch ngân sách mới của chính phủ và tin tưởng rằng là Bộ Ngoại giao có thể tìm ra cách để làm việc hữu hiệu mặc dù có tiền ít hơn. Phát ngôn viên Toner nói rằng là ông Tillerson sẽ là người sử dụng nguồn tài nguyên và nhân lực sẵn có một cách hợp lý để đảm bảo sứ mạng được thành công. Trong khi đó thì vô số thành viên của Quốc hội cùng nhiều tổ chức vào hôm thứ Năm đã lên tiếng rằng là họ phản đối đề nghị cắt giảm ngân sách của Bộ Ngoại giao. Và liên quan tới một câu chuyện ở Úc thì một tai nạn cực kỳ hy hữu đã vừa xảy ra vào ngày hôm nay giờ địa phương tại Úc khi mà một phi cơ có hai động cơ phản lực có một cách quạt rơi giữa chân nhưng mà may mắn phi công đã đáp được an toàn. Thì theo tin của báo địa phương, chiếc phi cơ đang bay trên đường bay nội địa từ Albany ở tiểu bang New South Wales đến Sydney. Và chiếc phi cơ đang bay giữa trời thì tự nhiên một trong hai cánh quạt bị rớt và mọi phương tiện ứng phó trong tình huống khẩn cấp đó đã được tiến hành ngay lập tức. Và sau khi hạ cánh an toàn thì 19 người trên máy bay thì bao gồm có 17 hành khách và phi cơ đều an toàn và không ai bị thương. Và một điều khác nữa mà rất là hy hữu nữa đó là khi mà chiếc cánh quạt rơi từ trên xuống dưới thì đã không va vào cánh, thùng nhiên liệu hay là đuôi máy bay, và một điều mà rất sẽ xảy ra khi gặp trường hợp tai nạn này. Chuyển sang phần tin thứ Năm thì theo tin của hãng thông tấn Reuters, một cuộc không kích nhắm vào một đền thờ Hồi giáo ở Bắc Syria đã giết chết 42 người và làm nhiều người khác bị thương. Quân đội Mỹ cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào một cuộc họp của Al-Qaeda gần một đền thờ Hồi giáo ở miền Bắc Syria.
Đại tá John Thomas là phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền Trung của Mỹ, nói rằng là Mỹ không có nhắm đến tấn công nhà đền thờ Hồi giáo, mà chỉ là tòa nhà cách nhà thờ khoảng 15 mét. Quân đội Nga và Syria cũng đã tiến hành các cuộc không kích trong khu vực này. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng đền thờ Hồi giáo lúc đó là rất đông người cầu nguyện và tham gia thánh lễ vào buổi tối. Thì theo hãng tin Reuters thì có hơn 100 người bị thương và nhiều người còn bị kẹt trong đống đổ nát của đền thờ Hồi giáo bị sập. Cuộc không kích xảy ra một ngày sau khi diễn ra các cuộc tấn công tự sát tại thủ đô Anarkus, giết chết ít nhất là 30 người và đứng thứ 6 sau năm sau một cuộc xung đột của Syria khởi sự. Phần điểm tin cuối cùng ngày hôm nay là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thì sau suốt hơn 40 năm, thì có một cụ bà 92 tuổi ở thành phố Tây Ninh vẫn thầm lặng thu nhặt từng vảnh mải vụn để may thành những chiếc mền để tặng người nghèo và đồng bào khi gặp hoạn nạn và thiên tai. Câu chuyện này thì được báo Thanh Niên kể lại qua một bài ký sự cho biết là nếu như mà mọi người tới hẻm 29 ở đường Lạc Long Quân, phường 4 thành phố Tây Ninh thì hỏi thăm cụ bà Phạm Thị Màng, tức là cụ Tư Màng, thì ai cũng sẽ biết. Thì nói với báo phóng viên của báo Thanh Niên rằng thì bà Tư cho biết rằng là thường thì thợ may thường bỏ đi những cái mảnh vải thừa và bà thấy tiếc vì trước còn nhiều người nghèo, người khốn khó gặp thiên tai nên bà đã đem hết số tiền của con cháu cho dưỡng già, mua chiếc máy may và bao vải vụn để bắt đầu công việc này. Khi mà vải mua về thì bà sẽ phân loại lớn nhỏ, sau đó thì cắt vải thành những mảng hình rồi dùng máy may để ráp lại. Thì khi mà cứ làm được từ 5 tới 10 cái mền thì bà sẽ đi đem tặng, hoặc là ai cần đến nhà xin thì bà sẽ mang ra cho. Những khi mà bị đau ốm không đi được thì bà sẽ gửi cho hội phụ nữ trao giùm. Và chiếc máy may hơn 40 năm đã giúp một cụ bà đã hoàn thiện hàng triệu chiếc mền ấm cho người nghèo ở khắp Việt Nam. Vừa rồi là phần điểm tin của buổi sáng ngày hôm nay thứ 6 ngày 17 tháng 3 năm 2017. Nhất Khanh kính chào và hẹn gặp lại.